Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với Nhà Đẹp 192. Và trong buổi chiều muộn ngày hôm nay, Tất Thành sẽ mang đến cho quý vị các bạn một công trình nhà ở, một cái sản phẩm bất động sản mà có diện tích bề ngang sẽ là 5m, còn bề dài vào trong là 16,2m. Tổng cộng khuôn viên của căn nhà ngày hôm nay sẽ là 81m2. Và điều đặc biệt, căn nhà này thì có một cái vị trí và tọa lạc ở trên một cái cung đường nó khá là sầm uất luôn. Đây là con đường phía trước của chúng ta quý vị các bạn này. Con đường này thì có lòng đường khoảng tầm là 5m. Ở bên này thì chúng ta sẽ có vỉa hè. Vỉa hè thì mỗi bên khoảng tầm 1m thôi. Cái điều đặc biệt của căn nhà ngày hôm nay là chúng ta sẽ đối diện với bên kia các bạn này. Các bạn chúng ta có thấy là cái phần tôn ở phía bên kia đang quay lại á, thì mai mốt sẽ làm chung cư. Đó, và chung cư này thì sẽ là 30 mấy tầng quý vị các bạn. Đấy, rất là sầm uất luôn. Và công trình nhà ở ngày hôm nay thì có địa chỉ nằm ngay tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là một con đường thông, chúng ta có thể là ngoài việc chúng ta mua ở thì mình có thể kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ được. Đây là đường thông các bạn này. Nếu mà đi cái đường này để chúng ta đi ra khu vực phía bên ngoài, cái đường song song với căn nhà chúng ta á, là đường của phường, đường nhựa của phường. Còn nguyên trạng hiện tại bây giờ căn nhà của chúng ta sẽ nằm trên cái trục đường bê tông thôi các bạn nhá. Đấy, đường bê tông này thì có lòng đường là 5m thôi. Và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ là một căn nhà với kết cấu là một trệt một lầu theo phong cách là mái Thái. Chúng ta cùng ngắm nhìn cái mặt tiền đây các bạn này. Một căn nhà xây dựng với tông màu trắng là chủ đạo, và mái Thái là một cái mẫu nhà quốc dân, một trong những cái mẫu nhà mà không bao giờ bị lỗi thời các bạn. Ở phía bên ngoài mặt tiền này thì chúng ta sẽ có điểm nhấn là đèn trang trí, đèn hắt, đèn rọi này kia các thứ luôn. Và ban công ở đây thì chúng ta sử dụng là ban công vuông. Hai cái trụ ở bên ngoài mặt tiền này thì đã được gia chủ chúng ta là sơn hiệu ứng giả đá hết rồi. Rồi bây giờ thì không để quý vị các bạn chúng ta phải chờ lâu nữa mà chúng ta sẽ cùng vào phía bên trong để tham quan xem là căn nhà này thì có gì thú vị. Bữa giờ quý vị các bạn chúng ta đang đi tìm kiếm một căn nhà một trệt một lầu mà có bề ngang 5m ấy, thì đừng bỏ qua video này. Tại vì video căn nhà này sẽ đáp ứng cho quý vị các bạn là một căn nhà ngang 5, bề dài là 16,2m các bạn nhé. Đây là cái vỉa hè khuôn viên phía trước của chúng ta này. Và nhà chúng ta sẽ có hai lớp cửa cuốn ở bên ngoài, còn bên trong là hệ cửa 4 cánh xin pha. Đó, ở khu vực mặt tiền đây thì các bạn chúng ta có thể thấy là được gia chủ chúng ta bố trí đèn hắt, đèn chiếu sáng luôn. Và tông màu trắng là chủ đạo đối với căn nhà ngày hôm nay các bạn nhé. Còn nối dài vào đây mình sẽ có khu vực sân xe hơi. Đối với căn nhà này thì xe hơi chúng ta sẽ đỗ từ 5 chỗ, 7 chỗ là thoải mái luôn. Và sân xe sẽ nối dài vào đây sẽ là phòng khách của căn nhà ngày hôm nay quý vị các bạn. Với một cái phòng khách được bố trí đầy đủ trang thiết bị, đơn giản là chúng ta sẽ có một bộ bàn ghế sofa ở đây với chất liệu da được tặng kèm cho quý vị các bạn khi mua. Ngoài ra thì cái bức vách bên này thì chủ nhà sẽ sử dụng là bảng nano vân đá, và chúng ta kèm vào đó là những cái hệ là lam sóng vân gỗ được bố trí ở đây. Đây các bạn này, đây là những cái trụ cột và đã được gia chủ chúng ta ốp bằng lam sóng vân gỗ ở đây rồi. Đèn chiếu sáng rồi đèn trang trí này kia thì có sẵn cả rồi. Và có thể với góc máy này chúng ta đang thấy được toàn cảnh một cái góc nhìn từ khu vực phòng khách, nhìn ra sân xe và nhìn ra bên ngoài là hướng mặt tiền đường. Đấy quý vị thấy không? Rộng dã man luôn. Bề ngang là 5m, bề sâu vào trong là 16,2m. Và công trình nhà ở này thì có hướng chính là hướng Tây các bạn ạ. Đấy, bên này cũng vậy, chúng ta sẽ làm đối xứng thì mình sẽ có những cái bảng nano. Đấy, rất là lớn luôn, làm theo kiểu 3D như thế này. Và bên này cũng thế, chúng ta sẽ sử dụng vật liệu đó là tấm PVC theo kiểu vân gỗ. Bên kia có đèn rọi, đèn chiếu sáng luôn. Và TV thì chúng ta sẽ bố trí ở bên này, có sẵn một cái kệ tủ treo ở đây rồi. Và kệ tủ này thì được làm bằng gỗ gõ đỏ nha các bạn nhé. Đây là gỗ tự nhiên. Đó, cái bức vách phía sau cũng vậy, sử dụng với cái vật liệu đó là bản nano theo kiểu vân đá, nó rất là to luôn. Đèn rọi, đèn chiếu sáng này kia thì đầy đủ cả. Và ngăn cách giữa khu vực là phòng khách và phòng ăn cũng như cầu thang thì gia chủ đã làm sẵn cho chúng ta một cái hệ lam rất là to. Và hệ lam này thì cũng được làm bằng là gỗ gõ đỏ luôn nha các bạn nhé. Đấy, ở đây thì tôi thấy là rất là nhiều ngăn tủ nó được đóng ở phía dưới này. Bên kia thì có thêm tủ trang trí nữa. Và ngay khu vực phòng khách này đây thì chúng ta sẽ có là quạt này, tích hợp vào đèn luôn. Đèn chiếu sáng, đèn rọi thì đầy đủ cả. Và nguyên một cái hệ trần được chúng ta giật cấp thạch cao. Ở đây chúng ta sẽ giật hai cấp thạch cao, có đèn hắt và đèn chiếu sáng đầy đủ hết. Với một căn nhà ngang 5 thì cảm giác là vào nó rất là rộng các bạn ạ. Đó, rất là rộng luôn. Đây mình sẽ có một cái bậc tam cấp nhỏ thôi, vừa đủ thôi các bạn nhé. Đó, khoảng tầm 3 phân thôi để chúng ta di chuyển vào đây. Và gạch nền ở dưới này thì chủ nhà sẽ sử dụng với khổ là 80. Đó, để chúng ta dẫn vào đây là khuôn viên của phòng ăn đây các bạn này.
Phòng ăn thì về cơ bản là có tủ trên tủ dưới đầy đủ cả rồi. Ở đây thì chúng ta sẽ đóng bằng gỗ an cường các bạn, gỗ an cường và có phủ bóng tráng gương luôn. Ở phía dưới này cũng vậy, đang rất là nhiều ngăn nữa các bạn này. Cái này thì trong quá trình phục vụ cho chị em chúng ta nấu ăn, bố trí. Mặt bàn này sử dụng bằng đá hoa cương, đá đen. Bên trong này thì chạy bằng meca này và có sơn theo cái màu xanh lợn như thế này. Tủ lạnh thì mai mốt về chúng ta sẽ bố trí ở đây, đó không ạ? Và ở trên thì cũng là một cái hệ trần chúng ta giật cấp thạch cao thôi. Ngay đây thì mình đang thiếu là gia chủ đang thiếu một cái đèn chùm nữa. Đấy, đang có là dây điện chừa sẵn ở đây. Mai mốt thì chúng ta sẽ vào. Và đối diện bên này thì chủ nhà sẽ để trống với cái tông màu sơn trắng là chủ đạo. Ngoài ra thì có thêm là phào chỉ ở đây. Đó, một căn nhà nằm ngay tại phường An Phú các bạn nhé. Đấy, phía sau này mình sẽ có là nhà vệ sinh đây các bạn này. Sơn theo cái màu này cũng rất là đẹp luôn. Nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt ở đây thì về cơ bản là đầy đủ hết rồi. Và anh này thì anh đi theo cái tông màu đen, không phải màu trắng. Từ vòi tắm này, bên này là chỗ bồn cầu này, hay là gương soi, hay là bể lavabo thì đều bố trí theo một cái tông màu đen huyền bí các bạn đấy. Đây, gạch ốp cao đầy đủ cả. Cửa phòng đây sử dụng là nhôm kính Sinfa. Phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Về những cái vị trí chúng ta có thể nhắc đến như là gần vòng xoay An Phú này, từ căn nhà này ra vòng xoay An Phú chỉ đúng là 2 cây số thôi. Về khu công nghiệp V-Ship 1 Việt Nam Singapore thì chỉ đúng là 3 cây số thôi. Ở đây thì căn nhà này của chúng ta sẽ bám trên cái trục đường là DT743 và đường là Từ Văn Phước các bạn nhé, đường Từ Văn Phước. Và từ căn nhà này về chợ nông sản Thủ Đức thì chỉ đúng là 6 cây số thôi, còn đi sân bay á thì khoảng tầm 15 cây số. Đó là những cái vị trí mà chúng ta có thể là mình áng được ở với căn nhà này. Đó, đối diện với cầu thang đây các bạn, gia chủ đã làm sẵn một cái kệ rất là to. Kệ này thì giúp chúng ta trưng bày bố trí rượu ở đây này. Đó, ở đây thì mình có thể mình để bình bông hay là những cái bức tranh kỷ niệm phụ thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của từng hộ gia đình của chúng ta. Và tôi đang đứng ở ngay khu vực cầu thang đây. Về cầu thang thì làm đúng phong thủy là 21 bậc và tay vịn ở đây thì cũng như là cái trụ xoay ở đây thì được làm bằng phun có đỏ Nam Phi các bạn nhé. Đấy, kiếng cường lực này rất là to luôn, rất là chắc. Giá đỡ ở đây thì sử dụng bằng là giá đỡ inox 304. Rồi, mặt bậc cũng như cổ dựng thì đều được làm bằng phun đá kim sa cả. Bây giờ chúng ta sẽ di chuyển lên ở trên lầu 1. Ngay cái vị trí chiếu nghỉ các bạn thấy không? Có một cái bức tranh rất là đẹp luôn. Đó, được làm tô điểm cho cái khu vực chiếu nghỉ này. Có đèn rọi, đèn chiếu sáng luôn. Và quý vị các bạn, chúng ta xem video thì nhớ ấn đăng ký kênh để chúng ta tiếp cận được nhiều mẫu nhà đẹp ở trên kênh Nhà Đẹp 192. Đây là khu vực ở trên lầu 1 rồi. Trên này thì chủ nhà sẽ tập trung bố trí công năng. Và bạn nào chúng ta đang chuẩn bị xây nhà có thể nán lại một chút xíu để chúng ta tham quan và chúng ta tham khảo về cái mẫu decor của cái khu vực lầu 1 này các bạn nhé. Đây là ở trên lầu 1 đây, phòng ngủ đầu tiên. Cái phòng ngủ này thì được xem như phòng ngủ master. Ở đây thì anh bố trí khá là hay ở cái chỗ là khu vực này sẽ có giếng trời các bạn này. Ngoài ra thì ở đây sẽ bố trí là labo và gương. Hết đến đây thôi, vẫn có cửa. Nhưng mà cái phần là phần tiểu tiện và đại tiện sẽ bố trí ở bên này. Ngoài ra bên này sẽ bố trí luôn là một cái nhà tắm riêng biệt luôn. Đây các bạn, chúng ta cùng vào đây này. Đây thì có vòi tắm này, sen thuyền này. Đây là chúng ta có bồn cầu nữa. Đấy, ốp cao hết rồi. Đấy các bạn thấy không? Thì cái này nó cũng khá là hay trong cái chuyện tế nhị, chúng ta vệ sinh cá nhân. Đấy, phòng ngủ này thì hiện tại về sơ bộ thì chưa có vào nội thất, nhưng mà bản thân tôi thấy thiết kế như này rất là hay luôn. Ở đây tông màu trắng là chủ đạo. Ngoài ra các bạn này, đấy, cái cửa này, chúng ta để ý cái cửa nhé. Bình thường thì chúng ta sẽ làm, thấy nhiều video của tôi thì rất nhiều anh chủ, anh thiết kế là cửa bằng vuông như thế này, bằng bọc như thế này. Nhưng mà anh này thì anh đi thêm một cái mái vòm ở phía trên, mái tròn ở phía trên nữa, rất là đẹp, đấy là điểm nhấn. Và cửa phòng đây cũng thế này. Và ngay ra đây thôi, một cái chi tiết nhỏ thôi thì anh này anh làm thêm những cái ô như thế này đó, và đi sơn luôn. Ở đây thì chúng ta có thể mình để những cái vật dụng nào nó cần thiết. Và cái điểm hay của căn nhà này á là phòng thờ gia tiên sẽ được thiết kế và giật cấp lên phía trên này. Đấy các bạn thấy không, rất là cao ráo. Chúng ta sẽ có là cầu thang để bước lên. Khu vực này thì chủ nhà sẽ thiết kế là làm phòng thờ gia tiên, nó vừa đủ nhưng mà rất là đẹp luôn, bố trí công năng vừa vặn và đầy đủ các bạn nhé, đúng không ạ? Đấy, rất là hay. Và có thể góc máy này chúng ta đang thấy được một cái nhà vệ sinh này. Đấy, nhà vệ sinh ở đây. Và nhà vệ sinh này thì cũng đầy đủ trang thiết bị rất thôi. Đấy, chúng ta sẽ có, đây là bên này bồn cầu này. Đấy, ốp cao đầy đủ cả. Nhưng mà có một cái chỗ mà tôi chưa chỉ cho các bạn, là các bạn thấy không? Tất cả những cái chỗ này thì anh này anh bo trọn hết. Kể cả ngay là bên chỗ phòng ngủ đấy cũng vậy.
nhờ anh Caramel chúng ta di chuyển lùi lại một chút xíu để quý vị các bạn chúng ta thấy được là cái độ tỉ mỉ trong cái ngôn ngữ thiết kế. Đấy các bạn thấy không? Một cái góc bo tròn thôi. Nếu mà chúng ta xây vuông đi thì chả có gì để nói cả. Nhưng mà anh này anh bo tròn như thế này. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là cái điểm nhấn ở trong cái ngôn ngữ thiết kế của căn nhà này. Và tông màu trắng là chủ đạo. Ngoài ra thì cái viền chỉ ở trên mà khu vực trần nhà thì anh này anh đi theo cái tông màu xám. Đấy, thì để cho nó nổi lên cái không gian của chúng ta. Đấy, rất là hay. Gạch nền ở dưới này thì cũng sử dụng là khổ 80 hết các bạn nhé. Ta vào căn phòng ngủ thứ hai ở đây. Phòng ngủ thứ hai ở đây các bạn. Đấy, một căn nhà được thiết kế rất nhiều tâm huyết của một chàng kiến trúc sư. Năm nay chỉ có mới sinh năm 1990 thôi các bạn. Đấy, rất là trẻ luôn. Đấy, phòng ngủ này thì có những cái decor nhỏ thôi. Đó, để tạo điểm nhấn thôi. Đường ống chờ điều hòa có sẵn rồi này. Và căn phòng này thì vẫn sẽ có là một cái cánh cửa sổ để chúng ta đi ra cái đường lồn này. Anh chủ này thì đang rất là trẻ tuổi, nhưng mà căn nhà nào anh thiết kế và xây dựng lên thì đều bán rất là nhanh các bạn. Ở trong đó sẽ có căn nhà này, tại vì mới hoàn thiện thôi. Ngay đây là tiếp tục có những cái decor nhỏ thôi, chi tiết nhỏ thôi. Và các bạn nhìn thấy một cái bộ cửa không? Đấy, nếu mà chúng ta làm máy bằng thì chẳng có gì để nói cả. Nhưng mà anh này anh đi theo cái chớp ở phía trên. Đấy, rất đẹp đúng không ạ? Khá là hay. Và căn phòng ngủ cuối cùng của gia đình chúng ta sẽ ở đây. Đấy, từ cái cửa ra ban công cũng được làm đồng bộ như nhau cả. Bên này cũng vậy, cửa sổ này kia thì cũng đều được làm có chớp ở phía trên. Đấy, hay không các bạn? Thông thường chúng ta chỉ thấy là đến đây thôi này. Đấy, một số căn nhà thì có thiết kế đến đây thôi, nhưng mà anh này anh đầu tư thêm. Đó, đầu tư như vậy thì chi phí sẽ đội lên, nhưng mà đổi lại là chúng ta sẽ tiếp cận được với một cái mẫu nhà rất đẹp. Đấy, ở trên trần này chúng ta thấy không, một cái trần mà được làm đan xen rất là nhiều tông màu, có cả đèn hắt, đèn chiếu sáng đầy đủ cả. Rồi quý vị các bạn, chúng ta vừa cùng với nhà đẹp 192 mới tham quan xong một cái mẫu nhà phố theo mẫu là mái Thái vừa mới hoàn thiện xong, nằm ngay tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Căn nhà này thì có tổng khuôn viên là 81m, bề ngang sẽ là 5m, bề sâu vào trong là 16,2m. Đó, căn nhà này có hướng là chính tây. Về công năng thì bố trí rất là nhiều, chúng ta sẽ có là ba cái phòng ngủ, ba nhà vệ sinh, có sân xe hơi, phòng bếp, phòng ăn đầy đủ cả. Anh chị nào quan tâm căn nhà này thì có thể alo cho mình theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Chúng ta có thể tới ngay vòng xoay An Phú và alo cho mình. Đó, mình sẽ đón quý vị các bạn chúng ta vào xem thực tế căn nhà này luôn. 3,6 tỷ. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số cuối cùng đâu. Chúng ta còn tới đây gặp trực tiếp anh chủ sinh năm 1990 các bạn nhé, đang rất trẻ tuổi. Chúng ta đàm phán và chúng ta thương lượng về một cái mức giá nó phù hợp. Sau đó chúng ta sẽ đi đến là ký kết hợp đồng. Sổ là sổ hồng riêng, pháp lý sổ hồng riêng, đang nằm ở nhà, không có vay ngân hàng các bạn nhé. Đó là một cái lợi thế khi chúng ta đi mua nhà. Và quý vị các bạn chúng ta vừa xem hết video, nếu thấy hay và thú vị thì nhớ là đăng ký kênh để chúng ta tiếp cận được nhiều mẫu nhà đẹp. Còn anh chị nào cần căn nhà này thì có thể alo cho mình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những video lần sau. Xin chào.